Hello, em xin chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Cả nhà ơi, em có một cây bông trang vàng nghệ ảnh đột biến nè cả nhà. Bây giờ nhiều bông đột biến lắm luôn cả nhà ơi. Đó, nguyên cái bông màu vàng nha, cả nhà xem kỹ nè. Đó, cái cánh, cái nguyên bốn cánh của cái hoa này ảnh màu à, hường cam. Đó, trên cùng một cái bông luôn, đột biến chứ không phải là ghép nha cả nhà. Cả nhà xem cái chân bông này đó. Anh này là trang vàng nghệ đột biến, cái cánh này ảnh luốt là ảnh cũng muốn đột biến. Wow, cái bức ảnh lướt lướt nha cả nhà. Cái bức này cả nhà xem kỹ nha. Cái bức này ảnh lướt là ảnh nở hoa ra là đột biến nha nè. Cho cả nhà xem nguyên cái cây đây. Đó, cái gốc một cốt. Gốc ở dưới ảnh một cốt đó. Đây, cái bông đây. Mình xem lại cái bông một lần nữa. Cái chân là ảnh hồng hồng luôn, nguyên cái chân luôn rồi, rụng luôn rồi cả nhà ơi. Rụng luôn rồi cả nhà yêu ơi. Đó, trên cùng một cái bông nha. Rồi, hy sinh luôn, bứt ra cho cả nhà xem luôn. Xong rụng luôn, review xong cái clip này. Mất tiêu cái bông đột biến luôn à. Tương lai là cái nụ này nè, ảnh cũng giống gì nè nha cả nhà. Ảnh lướt lướt đó. Rồi, em giữ cái video này mới được. Giữ bông này rụng rồi. Cái cánh này cũng lướt lướt đây. Ở dưới này cũng có cánh lướt lướt nè cả nhà. Biến luôn. Cái cánh này là rụng từ cái lông này ra nha cả nhà, chứ không phải là em mới gắn vô. Rồi, em chúc cả nhà thứ hai đầu tuần vui vẻ nha. Ngày làm việc đầy năng lượng. Bye bye.